Thưa quý vị, khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh là giải pháp để phụ nữ hiện đại tự tạo việc làm, phát triển kinh tế. Được sự hỗ trợ từ nhiều chương trình, đề án, thời gian qua, các chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, biến những thử thách thành cơ hội và khẳng định được vị trí của mình trong gia đình, xã hội. Đây là lớp đào tạo kỹ năng giúp việc nhà và đào tạo bồi dưỡng giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ có nhu cầu trên địa bàn phường của Hội Liên hiệp Phụ nữ An Khê, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ nghèo khó khăn mất việc do Covid-19 có cơ hội tiếp cận kỹ năng nghề nghiệp, từ đó lựa chọn cho mình nghề phù hợp với bản thân và gia đình. Tại lớp học này, chị em sẽ được học những kiến thức về cách sử dụng trang thiết bị điện an toàn, cách vệ sinh nhà cửa đúng cách với những kỹ năng cơ bản nhất để có thể ứng tuyển vào làm việc tại các công ty đơn vị đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường giới thiệu kết nối ngay sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng. Thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường An Khê giới thiệu, cảm thấy mô hình này rất là tốt, giúp đỡ cho bà con chị em phụ nữ là có công ăn việc làm ổn định hơn. Mà mình học việc xong á thì công ty sẽ nhận mình vào làm luôn. Các hoạt động này rất ý nghĩa và mong Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ còn tổ chức rộng hơn, hỗ trợ các chị em mình khóa học đào tạo việc làm. Sau mỗi khóa học, không ít chị đã tìm được hướng đi mới phù hợp với năng lực, áp dụng thực tiễn để phát triển các mô hình kinh tế gia đình. Không những mang lại thu nhập ổn định mà còn tạo công ăn việc làm cho những hội viên khác. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều chị em mạnh dạn mở các mô hình kinh doanh nhỏ và vừa, trở thành gương phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu điển hình của phường và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cấp quận và thành phố. Riêng trong năm này thì kế hoạch của phụ nữ phường chúng tôi là nắm bắt nhu cầu giúp việc nhà. Sau khi tiếp cận được những cái nhu cầu của chị, liên hệ với công ty vệ sinh công nghiệp Trang Dung và tổ chức mở cái lớp đào tạo giới thiệu cho các chị hội viên phụ nữ. Qua tổ chức đào tạo nghề tạo việc làm cho phụ nữ đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả đề án 939 của chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, từng bước thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần tiềm năng sức sáng tạo giúp hội viên phụ nữ vươn lên làm chủ kinh tế, đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.